Đạo diễn Từ Phi, Lý Hàn Thao. Biên kịch Thạch Duyệt, Lâm Tư Di. Các diễn viên chính trong phim: Phạm Thế Kỳ trong vai Lạc Thu Trì, Lữ Tiểu Vũ trong vai Văn Nhân Tuyến, Tạ Bân Bân trong vai Hàng Như Tuyết, Nghiêm Y Y trong vai Triệu Thanh Hòa, Vũ Đình Nhi trong vai Văn Nhân Thù, Hoàng Tuyên Văn trong vai Phó Viễn Chi, Trương Thần Quang trong vai Văn Nhân Tịnh, Trương Kỳ Dục trong vai Tôn Tả Sương, Hoa Ngọc Kiệt trong vai Tôn Mộng Ngâm, Hoàng Hải Băng trong vai Lộc Hàng Văn, cùng các diễn viên khác. Bộ phim Chuyện Chàng Thi Sĩ. Tập cuối. Ngài xem một chút đi. Ngài xem một chút đi. Ngài xem một chút đi. Xem cái này đi. Xem đi. Xem cái này đi. Biết hay quá, biết rất tốt luôn. Xem cái này đi. Không ngờ là Lạc Thu Trì bình thường thờ ơ lạnh nhạt, bình thản không màng gì điều khác, nhưng thật ra lại có câu chuyện đau thương thế này. Mình ấy không dễ dàng gì đợi cơ hội lần hoa cử tới được, sao có thể vì thân phận mà mất đi dịp tốt chứ. Nhưng mà chúng ta thật sự không có cách nào khác để cứu vãn sao? Dĩ nhiên là có. Triệu Thanh Hòa, cô có cách gì không? Chúng ta có thể vào cung cầu xin bệ hạ và các quan, xin bọn họ miễn xá cho Lạc Thu Trì, cho phép tham gia khoa cử. Đây, việc đó có thể có tác dụng sao? Có tác dụng hay không, chúng ta không thử thì sao biết được? So với việc ở đây hối hận tự trách, điều chúng ta càng nên làm đó là giúp anh ấy tranh thủ cơ hội tham gia khoa cử. Đúng đấy, trong luật lệ của triều đình ta cũng không nói thổ phỉ là không thể tham gia thi cử. Lúc đầu ở trong thôn Tập Lý, Lạc Thu Trì vì cứu chúng ta mà suýt đã mất mạng. Hôm nay huynh ấy có nạn, chúng ta càng nên đứng ra giúp huynh ấy một lần, không phải sao? Đúng. Ta cho rằng Thanh Hòa nói đúng. Chúng ta đi thôi, vào hoàng cung, không thể ngồi chờ chết được. Cùng lắm thì chúng ta cũng không thi nữa. Lạc Thu Trì là người có tư cách tham gia khoa cử nhất trong chúng ta. Huynh ấy không thi, chúng ta thi được trong lòng cũng không thoải mái. Nói đúng lắm. Lần này chúng ta cũng nên hy sinh một lần vì Lạc sư đệ rồi. Đi, được, vậy chúng ta đi thôi. Đúng, đi, 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 đi thôi. Thầy Tư Thành, các trò muốn làm gì vậy? Thầy Tư Thành, bọn con đi cầu xin cho Lạc Thu Trì. Đúng rồi, thầy Tư Thành, hay là chúng ta cùng nhau đi, càng có nhiều người như vậy tiếng nói sẽ càng có sức vang hơn. Cứ tùy tiện đi như các trò, đừng nói là cầu xin, sợ là đến cửa cung cũng không vào được. Nếu các trò thực sự muốn để những người trong triều nghe thấy tiếng lòng của các trò, vậy thật sự phải nghĩ cách khác mới được. Nước nhà yên ổn vững chắc. Tránh ra. Vào đi. Hàn tướng quân, theo lệnh điều động của bộ binh, bây giờ là bọn ta đến tiếp quản phòng vệ thành. Vất vả rồi. Thật sao? Tại sao ta không nhận được tin tức chứ? Sao hả? Ngươi không tin bản tướng quân sao? Không dám. Vậy thì vất vả cho Hàn tướng quân rồi. Các huynh đệ đều quay về thôi. Vất vả cho Hàn tướng quân rồi. Hạ quan cáo từ. Đi. Đi nào. Đi. Tìm thấy người thì lập tức báo với ta. Đừng khoa trương, hiểu chưa?
Thần hiểu rồi. Chưa. Đi đi. Ai vậy? Bọn ta là học trò của học viện Trúc Tụng. Bọn ta muốn gặp bệ hạ. Không có lệnh bài thì không ai được vào trong. Làm sao đây? Chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra cách. Không sao, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Cho dù chúng ta có hò hét ở ngoài cung thì nhất định cũng có thể khiến người trong cung nghe được tiếng của chúng ta. To gan, bằng cung là nơi để các ngươi làm loạn sao? Còn không chúng ta đừng trách bọn ta không khách sáo. Người to gan là ngươi. Ngươi có biết bọn ta những người đứng ở đây đều là người như thế nào không? Người thế nào? Ta là học trò của học viện Trúc Tụ, Tạ Tử Vân. Ta là học trò của học viện Trúc Tụ, Tôn Mộng Ngâm. Ta là học trò của học viện Trúc Tụ, Viên Uyển Tề. Ta là học trò của học viện Trúc Tụ, Liễu Thành Nguyên. Nghe thấy chưa? Tất cả bọn ta ở đây, chỉ cần ngươi dám làm hại một chút thôi, thì hậu quả thế nào tự ngươi nghĩ kỹ đi. Nhưng mà, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không can dự vào, bọn ta sẽ không có ai làm khó dễ ngươi đâu. Khẩn cầu bệ hạ khai ân cho phép Lạc Thu Trì tham dự khoa cử. Khẩn cầu bệ hạ khai ân. Khẩn cầu bệ hạ khai ân cho phép Lạc Thu Trì tham dự khoa cử. Cổng trời rộng lớn, chỉ có ta không thể bay. Tiểu hầu tử, ta phải đi đây. Lần này là đến tạm biệt ngươi. Có điều, may mà còn có một khỉ con khác ở bên ta. Đi thôi. Có mệt không? Buổi không mệt. Chút nữa chúng ta đi tìm đồ ăn trước. Đi. Để ta đi xem tình hình một chút, không được. Muội không muốn một mình trốn đi. Muội muốn đi cùng huynh. Được rồi. Dù sao họ cũng không có nhiều người. Chúng ta có thể đánh được bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu. Mới chỗ, quan trọng là giành được ngựa. Lạc Thu Trì. Hàn tướng quân. Khẩn cầu bệ hạ khai ân cho phép Lạc Thu Trì tham gia khoa cử. Khẩn cầu bệ hạ khai ân cho phép Lạc Thu Trì tham gia khoa cử. Nhật chướng mà, các ngươi đang làm gì vậy? Bọn con đang cầu xin cho đồng môn Lạc Thu Trì đúng là lạc loạn. Quay về học viện đọc sách đi. Nếu Lạc Thu Trì không được miễn tội thì bọn con sẽ không đi. Ngươi... Tả Dương, sao con cũng không nghe lời thế? Phụ thân, từ nhỏ người vẫn dạy Tả Dương biết sai thì sửa. Hôm nay phụ thân người đã phạm sai lầm rồi, Tả Dương sẽ sửa thay người. Được. Mỗi một người các ngươi đều không nghe lời đúng không? Người đâu? Bắt con trai ta lại trước, áp tải về nhà. Bệ hạ, học trò của học viện Trúc Tụ đến cầu xin cho Lạc Thu Trì rồi. Thế đã đánh nhau chưa? Bẩm bệ hạ, không có. Vô vị. Khởi bẩm bệ hạ, cứ tiếp tục như thế này thì nhất định sẽ gây ra rắc rối. Yên tâm, thị vệ của trẫm tuyệt đối sẽ không làm hại những học trò này đâu. Bệ hạ, theo như lời của những đứa trẻ này nói,
thì Lạc Thu Trì tuyệt đối không phải là người gian ác. Văn Nhân Tịnh, trẫm gọi ngươi đến là để cùng trẫm xem kịch. Thần tội đáng muôn chết. Còn không ra tay sao? Vâng. Người đâu? Bắt họ lại. Bắt bọn họ lại. Vâng. Đi, qua đây, qua đây. Các ngươi làm gì vậy? Thả ra, thả ta ra, thả ra. Các ngươi bị ngốc à? Các ngươi ở đây vừa cầu xin lại vừa bán mạng. Lạc Thu Chỉ đó rốt cuộc hắn trốn đi đâu rồi? Thả ta ra. Dừng tay. Hàng Như Tuyết, ngươi là mệnh quan triều đình mà lại cùng với phạm nhân cùng một ruột với nhau, sao ngươi lại như vậy hả? Bản tướng quân phụng chỉ bắt phạm nhân về quy án, chẳng lẽ có chỗ nào sai sao? Vậy thì giao hắn ra đi, muốn giao cũng là giao cho bệ hạ chứ không liên quan gì đến ngài. Ngươi báo. Khởi bẩm bệ hạ, Lạc Thu Chỉ và Văn Nhân Tuyến xuất hiện rồi, cuối cùng bọn họ cũng xuất hiện rồi. Khởi bẩm bệ hạ, có câu này thần phải nói. Thần cho rằng, được rồi, ta xin ngươi đừng nói nữa. Dĩ nhiên, trẫm biết Lạc Thu Chỉ không phải người xấu. Vậy tại sao bệ hạ vẫn muốn truy nã bọn họ? Thật ra bệ hạ, người chỉ cần hạ một ý chỉ, bọn họ sẽ không bất tuân đâu. Nếu tất cả đều là trẫm nói là xong, thì không có thành ý quá rồi. Khó khăn lắm mới có một chuyện vui vẻ như vậy. Dĩ nhiên là muốn mọi người cùng tham gia vào rồi. Cho nên bệ hạ, người là cố ý truy nã bọn họ sao? Đúng vậy. Vậy giờ bọn họ đã xuất hiện rồi, bệ hạ người có phải là có thể thu hồi ý chỉ không? Đợi đã, ta muốn ra trận một cách hoàn hảo. Thần tuân chỉ. Lạc Thu Chỉ, ngươi còn dám xuất hiện sao? Ta không xuất hiện thì ngươi nói ta nhát gan. Ta xuất hiện rồi thì ngươi lại hỏi ta tại sao? Ta không thể lời nào cũng nhường các ngươi nói được chứ. Ngươi... Các vị, Lạc Thu Chỉ ta một mình làm một mình gánh chịu. Ta thật sự là một thổ phỉ, nhưng ta chưa bao giờ giết bất cứ người vô tội nào. Các ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Trong luật lệ triều ta cũng không hề nói những người làm thổ phỉ thì không thể tham gia khoa cử. Các ngươi dựa vào cái gì mà không để ta thi? Ngươi còn muốn thi sao? Người đâu, bắt tên thổ phỉ này lại cho ta. Phụ thân, ngươi không thể bắt đệ ấy. Con... Dừng tay lại hết cho ta. Dừng tay lại hết cho ta. Thu Chỉ, thầy Tư Thành, mọi người không sao chứ? Không sao. Đây chính là học trò tốt mà các ngươi dạy ra ư? Mọi người nghe lệnh. Truyền khẩu dụ của bệ hạ. Truyền Ân Tiết Nha, Ân Tư Thành, Lạc Thu Chỉ, Hàng Như Tuyết, Hàng Tướng Quân, Văn Nhân Tuyến vào cung. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ, thần khẩn xin bệ hạ hãy khoan dung cho Lạc Thu Chỉ và Văn Nhân Tuyến. Ý nguyện của các ngươi chậm đã nghe thấy rồi. Lạc Thu Chỉ, Văn Nhân Tuyến, hai người to gan thật, dám lừa gạt chậm, đúng là trong mắt không có vương pháp. Lẽ nào trong mắt các ngươi chậm chính là người bảo thủ sập khuôn, không biết thay đổi, không rõ thị phi, không nói đạo lý, không hợp tình người, độc đoán chuyên quyền như vậy sao? Chậm đang hỏi còn không trả lời. Bẩm bệ hạ, Thảo Dân không hề cho là như vậy. Các người đã biết tội chưa? Thảo Dân đã biết tội. Bệ hạ. Người đâu? Vâng, truyền ý chỉ của trẫm miễn xá cho Lạc Thu Chỉ và Văn Nhân Tuyến tội chết, cho phép Lạc Thu Chỉ tham gia khoa cử năm nay. Bất cứ ai cũng không được ngăn cản. Bệ hạ, xin hãy nghĩ lại. Ý trẫm đã quyết. Bình thân. Tạ ơn bệ hạ.
Lúc đầu Khoa Cử sáng lập, mục đích chính là để triều đình tuyển chọn nhân tài, trong đó lấy hai chữ công bằng làm căn bản. Nếu đã là công bằng thì không nên giới hạn về dòng dõi, thân phận. Dù là quý tộc hay thường dân cũng đều có thể tham gia khoa cử. Lạc Thu Trì là thủ khoa Kỳ Lân, tài hoa ngàn dặm có một, vậy mà phải giấu thân phận mới dám tham gia khoa cử. Điều này thể hiện khoa cử đã mất đi sự công bằng. Cho nên trong chuyện này không phải là lỗi của hắn, mà là lỗi của trẫm, của triều đình. Bệ hạ anh minh. Tạ ơn long ân của bệ hạ. Đa tạ bệ hạ khai ân. Khách sáo quá rồi. Nhưng đúng là Kim Đao tiên sinh có tài. Câu chuyện của cô ấy còn có ích hơn ý chỉ của ta. Không ngờ trong dân gian còn có nhân vật tài năng như vậy. Thần bội phục, tán thưởng. Văn Nhân Tịnh, nào có ai giống ngươi, tự khen con gái mình như vậy, có biết xấu hổ không hả? Con gái thần mình, đâu có đâu. Con gái ta sao? Hà Tuyến à? Thầy Tư Thành, sao rồi? A Tuyến tốt quá rồi, hai người không sao rồi. Hai người trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng coi như là khổ tận cam lai rồi. Thu Trì, ta thật không ngờ rằng trò đã thật sự làm được rồi. Cuối cùng cũng về rồi. Bẩn quá. Huynh xem đi vội quá, còn chưa kịp dọn dẹp lại nữa. Nhìn xem trên giường toàn là bụi kìa. Phục huynh thật đấy. Giường của mình nằm vẫn thoải mái hơn. Nhưng huynh nhìn xem, tổ nhỏ của chúng ta thật sự không thay đổi chút nào. Ngủ một lát đi. Ngủ đi. Kỳ con, sao thế Thu Trì? Kỳ con, ta mơ thấy chúng ta về núi Đông Di. Mong ngủ đi, mai phải tham gia khoa cử rồi.
chuyện cấm phẩm. Đôi mày hắc ám. Đề thi Lạc Thu Trì, Đơn Phương Nhan, Hương Nhược Nhiên, Lý Tu Minh. Tiết bảng rồi. Tiết bảng rồi. Tiết bảng rồi. Đứng thứ nhất là Lạc Thu Trì. Văn Nhân Công, Văn Nhân Công, Văn Nhân Công, Văn Nhân Công đỗ rồi, đỗ rồi, đỗ rồi, đỗ, đỗ cái gì? Đỗ rồi, đỗ rồi, đỗ rồi, đỗ gì chứ? Lạc Công Tử, Đỗ Trạng Nguyên rồi. Trời ơi, Thu Trì, Thu Trì huynh đỗ Trạng Nguyên rồi. Cuối cùng cũng đỗ Trạng Nguyên rồi, tốt quá rồi. Tốt quá rồi, đúng vậy, tốt lắm. Đây không phải là điều hiển nhiên à? Thế huynh, Lạc Thu Trì thi được chỉ là do hắn may mắn thôi. Huynh giỏi hơn hắn nhiều. Viễn Chi, nếu huynh thư thì chắc chắn có thể đỗ được Trạng Nguyên. Dù ta có thi thì cũng chưa chắc thắng được hắn. Vì ta đố kỵ,
Nên một năm qua, ta đã dồn toàn bộ thời gian và tâm tư đặt hết vào việc làm sao để hạ bệ được Lạc Thu Trì, để đánh bại hắn. Ta đã làm tổn thương mình, cũng làm tổn thương vô số người khác nữa. Ta từng hận mẹ mình, hận cha mình, hận Lạc Thu Trì, hận Hoa Tuyến. Nhưng người ta hận nhất vẫn là bản thân mình. Hình phạm Phó Viễn Chi, hạ độc đồng học, tội ác đáng giận, giờ lệnh đi xung quân biên cương, mãi mãi không được về kinh. Đúng là mặt người dạ thú. Mau xem kìa, là Thu Trì đấy. Trạng Nguyên, Thám Hoa, Bảng Nhãn. Ba vị đỗ đạt hạng cao, nhân tài, nhân tài. Tạ chủ Long Ân, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân, tạ ơn bệ hạ. Tân khoa Trạng Nguyên Lạc Thu Trì, chấm đã đọc Vịnh Tàm mà ngươi viết trong kỳ thi rồi. Một đoạn đàn gấm, một ngọn khói, một chuỗi quỳnh lâm, một phiến núi. Tóc xanh có thể giải tỏa cái nóng ngoài biển, tích chữ dày có thể cản cái lạnh ngoài biên. Đôi mày thấp như con hạc biết nhiều điều, ngẩng đầu uyển chuyển ngâm hổ ngọc. Tình xa càng trên cả lầu cao, nguyện ý đổi xây mới cho đàn trời. Bài thơ này và bài thơ ngươi thi kỷ lân đều giống nhau, chỉ là không viết về chim mà sửa thành tầm. Hồi bẩm bệ hạ, đúng vậy, hay lắm. Bài thơ này viết rất hay, hình ảnh sống động, kết cấu hoành tráng. Ta vừa thấy ngươi là đã thấy không đơn giản rồi, chỉ là oán khí quá nặng. Lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi là một lão già nữa. Thế thì bài Vịnh Tàm này đã khác rồi, vừa có phong cảnh của triều ta, vừa có việc ngươi tự so mình với tầm, dùng thơ để nói lên trí của mình. Cho nên chấm lấy thân phận bệ hạ của mình quyết định, quyết định đưa Vịnh Tàm ghi vào sử sách để lưu truyền lại cho hậu thế. Tại chủ Long Ân. Được rồi, nghe nói ngày mai các ngươi sẽ đến lại bộ thi quan chức. Ta tin với các ngươi mà nói đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, đúng không? Hồi bẩm bệ hạ, thần xin không tham gia thi quan chức. Vì sao? Sao vậy? Đúng thế. Lạc Thu Trì, cháu muốn làm gì? Thần tham gia khoa cử là chỉ để hoàn thành giấc mơ hồi nhỏ của mình. Còn làm quan thì thần không có hứng. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Bệ hạ. Lạc Thu Trì, trên triều đường không phải là chỗ cho ngươi làm loạn. Lạc Thu Trì, chỉ riêng chuyện để ngươi tham gia khoa cử đã gây ra một mớ chuyện rắc rối rồi. Bây giờ ngươi nói đi là đi, chẳng phải là lãng phí sự nhiệt tình mà bách tính kinh thành dành cho ngươi sao? Lãng phí ư? Ta lại không thấy vậy. Chuyện ta tham gia khoa cử đã có thể khiến bệ hạ đích thân tới trường thi vì ta mà thay đổi chế độ khoa cử, giúp thư sinh nhà nghèo trong thiên hạ có cơ hội công bằng. Như vậy còn chưa đủ sao? Bệ hạ, nếu không có các học trò khác giúp cho thần, Lạc Thu Trì cũng đã sớm hạ quyết tâm. Nếu có thể làm quan thì thần cũng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là xin cơ hội công bình trong tham gia khoa cử cho các thư sinh nghèo trong thiên hạ. Nếu đã được như ý nguyện, Lạc Thu Trì xin bệ hạ khai ân cho phép thần về quê an dưỡng tuổi già. Chuyện này, chuyện gì thế này? Sao lại đi rồi?
Không ngờ hắn lại dám làm vậy. Phải đấy. Khỉ con. Thu Trì. Thế nào? Chuẩn bị về nhà cùng ta. Về nhà sao? Thánh chỉ đến. Lại nữa rồi. Môn hạ. Tân khoa Trạng Nguyên Lạc Thu Trì tiếp chỉ. Lạc Thu Trì tài năng xuất chúng, tương lai sẽ trở thành trụ cột cho triều đình. Nay được phong làm Thứ Sử Thanh Châu, lập tức thực thi. Hôm nay đến Thanh Châu nhậm chức, không được chậm trễ, khâm thử. Thần Lạc Thu Trì tiếp chỉ. Mộ của chí thân Tiểu Hầu Tử. Tiểu Hầu Tử, quả nhiên ta đã thi đỗ Trạng Nguyên rồi. Nhớ giúp ta gửi lời lại cho mẫu thân ta. Ta không phụ sự kỳ vọng của người. Ta không những đỗ được Trạng Nguyên mà còn được phong làm Thứ Sử Thanh Châu. Sau này ta nhất định sẽ lo lắng chu đáo cho bách tính Thanh Châu. Tất cả đều là nhờ sự nuôi dưỡng hết lòng của mẫu thân dành cho ta, cùng với sự phù hộ của cha mẹ trên trời. Quan trọng hơn nữa là mẫu thân, con đã tìm được người bên con đến già rồi. Mẫu thân, Tiểu Hầu Tử, mọi người yên tâm, con nhất định sẽ thay mọi người chăm sóc thật tốt cho Lạc Thu Trì, yêu huynh ấy, giúp huynh ấy được sống hạnh phúc cả đời này. Nếu muội khiến ta không hạnh phúc, muội chết chắc đấy. Đau. Huynh lại véo mặt muội. Đừng chạy, đừng có chạy. Lạc Thu Trì, huynh lại véo mặt muội rồi. Cổng trời rộng lớn, chỉ có ta không thể bay. Nhanh lên. Hay quá. Hay lắm. Hay quá. Đẹp quá. Ân công. Ân công. Ân công. Ân công. Ân công. Ân công. Thật sự là huynh à? Chu công tử, đã lâu không gặp. Huynh có khỏe không? Ân công, ta đã mở học viện rồi. Đặt tên là Khả Lăng Trai. Bây giờ phủ Trung Châu có không ít những đệ tử nhà nghèo đang theo học ở học viện của ta. Chúc mừng, giấc mơ của huynh đã thành hiện thực. Tính ra Chu mỗ nên cảm ơn ân công mới phải. Không cần câu nệ vậy đâu. Vậy hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Ông chủ, hai bát hoành thánh. Hai bát hoành thánh.
Hai vị đây, cảm ơn ông chủ. Mời dùng. Huynh ăn từ từ thôi. Ngon chứ? Hai bát hoành thánh. Đây, của hai vị. Hoành thánh đến rồi. Cảm ơn. Ông chủ, vừa nãy chúng ta nhìn thấy có hai bức tượng là ai thế? Vừa nhìn hai vị đã không biết phải người xứ này rồi. Đây là Đông Di Sơn Quân và phu nhân của thành Thanh Châu chúng ta. Họ là thần hộ mệnh của thành Thanh Châu chúng ta đấy. Chẳng trách lại đẹp như vậy. Lạc Thu Trì, thành Thanh Châu của huynh cũng được đấy. Xem ai đến này. Lạc công, ngài phải làm chủ cho ta. Đám thổ phỉ đó không phải là người. Chúng cướp tiền của ta, đánh người của ta, còn thả hết các tiểu thiếp của ta đi. Lạc công, ta nhớ dáng vẻ của đám thổ phỉ đó. Chúng mặt mày hung dữ, vừa nhìn đã biết không phải kẻ tốt lành gì. Vậy ngươi nói thử xem, chúng trông như thế nào? Ngươi chính là chúng. Chúng chính là thổ phỉ. Chúng chính là thổ phỉ đấy. Lạc công, chính là chúng đấy. Vậy à? Lão hổ, lão thử. Dạ. Người này nói hai ngươi là thổ phỉ, có đúng vậy không? Bẩm Lạc công, không phải. Thế là ngươi ăn nói hàm hồ rồi. Người đâu? Có. Lôi xuống, thưởng 30 gậy. Vâng. Cái gì? Đứng dậy. Đứng dậy, đi. Các ngươi là quan giặc cấu kết. Ta muốn tố cáo các ngươi, ta muốn kiện các ngươi lên triều đình. Phu nhân, các ngươi lôi xuống trước đi. Vâng. Chu Trì, lần này lại là ai nữa vậy? Gian thương vô lương tâm, suýt nữa đã lừa con gái nhà lão Nguyên. Ta để lão hổ và lão thử đi xử hắn rồi. Lại đây, để Lang Quân ôm một cái. Mấy đứa trẻ vẫn ở đây mà. Sao mấy đứa lại ở đây? Không hiểu chuyện gì cả. Ra ngoài đi. Bọn đệ muốn chơi với Tuyến tỷ tỷ. Tỷ ấy bảo bọn đệ đi, thì đệ mới đi. Mấy đứa nghe kỹ đây. Được rồi, mấy đứa về nhà trước đi. Ngày mai lại chơi có được không? Tạm biệt Tuyến tỷ tỷ. Đi, đi thôi, đi thôi.
Hôm nay làm gì rồi? Hôm nay giúp đường bà sửa nóc nhà. Chỗ bà ấy bị rột mấy ngày rồi. Có bị thương không? Không cẩn thận gì cả. Có đau không? Không đau. Quả nhiên là Thu Trì tốt với muội nhất. Nếu Lang Quân đối xử tốt với muội, vậy thì chúng ta sinh một đứa con để giải sầu đi. Nói gì vậy chứ? Trẻ nhỏ không phải dùng để giải sầu đâu. Con cái là... Thôi bỏ đi, không nói nhiều với huynh nữa. Hội hoa thần đến ngày cuối rồi, muội đi chuẩn bị đây. Đúng rồi, hôm nay muội nhất định sẽ ngồi xe hoa. Được. Cha con không đáng tin như vậy. Vậy chúng ta không nói cho cha con biết nhé. Được hoa tươi và tiếng vỗ tay bao vây, ta cảm nhận được sự nặng nề của trách nhiệm. Nghĩ về con đường đã đi qua, ta vô cùng cảm ơn sự xuất hiện và đồng hành của văn nhân Tuấn. Càng phải cảm ơn học viện Trúc Tụ, thầy Tư Thành và các thầy đã dẫn dắt ta. Nói đi cũng phải nói lại, sao huynh lại muốn đến học viện của bọn ta vậy? Để học tập, lấy được công danh, làm một đại sư. Các con thân là người đọc sách, muốn cứu giúp người dân thì phải thi cử làm quan. Lấy những thứ các con học được để giúp đỡ người dân. Chức trách của chúng ta chính là bồi dưỡng cho các con trưởng thành. Từng người đều phải làm chủ cho dân, làm một người quan tốt vì dân. Thầy Tư Thành, con muốn để thầy bãi bỏ kỳ thi Kỷ Lân. Bởi sự tồn tại của kỳ thi Kỷ Lân chính là vì các đệ tử nhà nghèo không có tư cách học tập. Lúc những đệ tử nhà giàu ở trong học viện tỏ vẻ chê cười, thì bọn con lại vì một vị trí mà đánh nhau sứt đầu nghẹn trán. Nhưng nếu như việc học không phân biệt môn đệ, khoa khảo, cũng không sắp xếp theo địa vị hay khu vực để phân trường thi, vậy thì kỳ thi Kỷ Lân cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Con biết đây là một đoạn đường dài. Chờ con học thành tài, chờ con thi đỗ trạng nguyên, thì đây sẽ là việc con làm đầu tiên. Cho nên con vẫn luôn nỗ lực đọc sách, học võ. Nhất định con sẽ hoàn thành ước mơ tươi đẹp được ấp ủ bấy lâu nay. Lúc đầu khoa cử được thành lập với mục đích là để tìm người tài cho triều đình, trong đó yếu tố công bằng là căn bản. Vậy nếu đã công bằng thì cũng không nên chia môn đệ, hạn chế thân phận. Trình chỉ ý của trẫm, từ hôm nay các học tử trong thiên hạ đều được công bằng tham dự cuộc thi khoa cử của triều đình. Train.